Nãy giờ ngồi chờ đợi cái nồi tôm lâu quá, tôm nó nhiều lắm anh em ơi, nóng nóng cực kỳ nóng. Thành quả của mình nó chín rồi nha. Tôm xong, luộc nước dừa. Ôi ôi. Tôm quá trời quá đất luôn anh em ơi. Chắc cũng chẳng. Cái này hơn chục ký. Siêu to khổng lồ. Dạ, cái gì vậy? Đi từ ngoài đường vô thấy tự nhiên ăn một mình. Nói là chờ người ta đi về mà ông ăn nãy giờ ông ăn hết rồi. Làm sao 10 ký mà nhiêu đây được? Ông sống tình nghĩa ông bạc quá. Cái gì mấy anh mà ông bạc bẻo quá. Mày tao lao, nãy giờ tao mời có ăn một con nào á tao là bạn mày luôn đó. Vậy là ăn rồi. Nãy giờ á là hai thằng mình á là quay xong rồi, vô đây á là để mình em tôm vô cho tất cả anh em hậu trường này ăn nè nha. Nãy lúc mà mình quay á là anh em đây là hậu trường của mình hết luôn á các nhà. Thấy không? Mỗi lần quay clip mà đồ ăn nhiều á là anh em mình cũng có người phụ hết, chứ không phải là bỏ mứa hay là ăn không hết hay là rồi, cái gì biểu diễn trên mạng đâu. Ăn ngon nha. Dạ, à, tụi anh đi à. Còn bấm cho nước qua nó cho tụi em luôn đi. Nó bào dữ vậy. Bào ghê mày em hai trái anh.